cho con của Hana và Nano. Nay mới quay được, mà quay quay trời tối ở dưới ánh đèn thôi. Đấy, thôi để quay từng con. Này mở mắt rồi đấy. Một cái này. Con này thì màu mảng nét này. Con của Hana với lại Nano. Đó, đây con cái. Hàm này là hàm ôm đẹp chắc luôn. Đấy. Đấy, nóng. Cái này, từng con một nha, ngủ tiếp đi. Rồi. Đực. Đực này nó có tí chấm trắng ở cổ, như tí chấm trắng kiểu này kiểu gì cũng bay. Em mở mắt đây. À. Đực này nhìn đầu nó to hơn. Đó. Ghét nhỉ. Ánh sáng cái nhìn nó lại không được rõ lắm. Đây, tụt lại đây thì nhìn cũng rõ. Nhìn được một bên. Bọn này thì người nó chắc nịch luôn. À, đưa cái lưỡi vào. Mồm này thì chắc chắn là răng đẹp rồi luôn rồi. Đực này đẹp luôn. À, con Nano thì bây giờ nó đẹp lắm này. Tí cho con Nano ra quay một tí, nó hơi tối nhưng mà tí cho nó ra. Đây là Nano. Khung giọng của Nano hôm nay. Ra đằng đấy, quay mặt lại đằng này, thể hiện một tí, thể hiện cái sự đẹp trai một tí đi nào, quay mặt lại đằng này nào, Nano, đâu rồi, đẹp trai chưa, hơi tối, thể hiện cái sự đẹp trai tí nào, đứng như thế nó hơi xiên góc, cái nhạc chuông của anh thôi. Đực thứ hai. Đực này thì đuôi to vật vã luôn. Không hiểu sao người nó như con này nó dài người. Người thì không to lắm mà cái đuôi nó to thế. Con này đuôi to này. Đuôi to là hơi bị giật mình, nó đuôi to với chân to. Con này nó là theo kiểu về sau nó theo kiểu người cao dài này. Nó sẽ cao dài hơn này. Này đuôi nó to đùng, chân nó to đùng luôn này. Đực. Phản đối gì? Thụt cái lưỡi vào. Cái này là hàm cũng sẽ đẹp luôn, chưa nhú răng. Bây giờ nó bắt đầu hơi nhú một tí. Này mộng. Phản đối gì? Con cá thanh con. Chỉ còn được cái cùng với nó chặt. Được. Con này dài, con này nhìn đuôi to thật, công nhận. Hay là cái lông nó xù lên thì không biết. Tiếp, đực tiếp. À, con đực này cũng thế này, con đực này đuôi cũng to. Thế như thế này là hai con là theo kiểu tướng cao dài. Đây là cái con đực cầm lên đầu tiên này. Con này, thế là đàn này là đuôi đều rất là to, con này đuôi cũng to. Đàn này là cả mấy con đực này đều sẽ là cao dài, người nhìn nó dài dài này, chân nó cũng dài. Ôi giời, ăn vạ, ui giời. Tì tí vào nách đấy.
Thế thì đàn này là đúng tướng chung của tướng chung của dòng họ cao dài rồi, tướng giống con giống con được nhập, con đời ông. Né kiểu quả bên này nó né bên kia này, kì né mà nó cứng ngắc người luôn đấy. Nhưng mà nó né nó cứng người luôn đấy, người nó cứng luôn này, oặt luôn bên luôn, gãi bên này lại oặt bên kia, có máu buồn hả? Con này thì không có tí chấm trắng nào cả. Con này thì không có tí chấm trắng nào. Đây một con đực này, con này con đực nữa này. Hai con đực là có một tí chấm ở cổ. Con này nó cũng có một tí chấm ở ngực, một tí chấm trắng. Con kia thì cũng có một tí chấm trắng ở ngực. Nhưng bọn này như thế này là đàn này là khung sẽ con chó sẽ rất là cao và dài. Con cái mà sao nó lại to này nhỉ? Hai cái ba đực. Trời ơi. À, nhìn cái đuôi của nó này. Dã man cái đuôi sao nó lại to thế? Đuôi mà đuôi nó bông lông thế nhỉ? Chân này, ui sổ. Đây, hai con cái to này mà đàn này như thế này là đàn này là đàn lông ngắn. Đàn này như thế này lông ngắn này, đàn này như thế này thì sẽ giữ lại một con để gây. Đàn này là sẽ là răng, tất cả là sẽ đều là sẽ là răng đẹp. Ôi, đàn này cao dài quá. À, thế thì đàn này là cũng là đàn này là tuyệt phẩm đấy. Đàn này như thế này là đàn này cũng là đàn tuyệt phẩm mà lông nó dày thế, lông nó ngắn nhưng mà nó lại cực kỳ dày. À, mọi người nhìn cái lông. Lông của con chó nó là cái chất lông nó rất là ngắn. Nhưng nó lại cực kỳ dày. À, lông nó cực kỳ dày, lông nó hai lớp, cực kỳ dày luôn. Bọn này là lông ngắn. Tuyệt vời luôn đấy, đàn này như thế này là tuyệt vời luôn. Chất lượng này, đến tầm này là có thể nhìn ra được cái chất lượng của nó là tuyệt vời luôn đấy. Đực cái này. À, đực với cái nhìn xem là nó cái độ dài này. Nhìn độ dài người thì con đực nó dài hơn một tí. Đây con đực này. Con đực nó lúc nào nó cũng sẽ dài hơn một tí. Dài hơn và cái chân nó cũng cao hơn. Đàn cho con của con Hanna, chúng nó đang ngủ. Đang ngủ mình làm phiền chúng nó đấy. Đây. Ok, xin chào mọi người nhá. Mình sẽ có những cái video để cập nhật cái đàn cho con này sau. Này mở mắt rồi. Chờ hôm nào nó khoảng tầm 1 tháng mình sẽ quay.